Xin chào lại anh em. Hôm nay được anh Nam sai đi bánh mì. Trên đường về mình có mua thêm một túi ớt. Bây giờ mình sẽ cho lại anh Nam cắt hết ớt cho anh mì. Bắt đầu cho anh ăn. Mình đã cắt xong ớt, bây giờ mình sẽ cho ớt vào anh mì. Sau bao nhiêu ngày em đã trả được thù. Cái mày đi, what the fuck? What the fuck? Thật ra không thể hết được cái. Thú cái này không ăn được không? Anh Nam cảm giác gì khi ăn ớt? Sau bao nhiêu ngày, tôi đã trả thù được anh Nam. Bực bội quá, đau cả bụng. Đây, bắt thức này, thú được ạ. Được rồi. Cũng không sống được với ai đâu. Trước anh chưa em thì sao? Cho tiền đi mua bánh mì về ăn mà cho bao nhiêu ớt vào không ăn được. Chắc lại mấy thằng bánh mì anh ạ. Bánh mì ấy, nó cho ớt vào ấy. Bánh
bánh mì à? Chả làm bánh mì à? Ông mua cho ông là bao nhiêu ớt mà? Cảm giác phê không ai? Đâu hết chỗ tôi bồ mày à? Được rồi, xem ạ. À. What the fuck? What the fuck? Wow, các bạn hiểu là cái thằng này rất là khắm luôn, cho tiền mua anh mì nhét ớt vào ăn đó, chú được, ok chú rất là được, chú chưa ăn quả anh được, chú đợi đợi đấy, chứ đừng thấy không ai đó, chú không sâu được lỗ đâu. Bực cười đau ấy là bụng tay thở rất là dữ, canh như ngủ quá. Ủa thật sự em không thể cười nữa rồi. Đàn ông Tam Nhi không thể hiểu hả? Không thể hiểu hả? Không thể hiểu hả? Không mồi sừng nghe lê đời kìa. Xem môi à? Kìa xem môi.